Trọng Phúc xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News in Arizona, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Trọng Phúc xin mời quý vị cùng theo dõi một số bản tin nhanh trong ngày. Các cơ sở thương mại nhỏ có thể điền đơn xin tiền hỗ trợ thương mại trong thời điểm đại dịch là 10.000 Mỹ Kim. Mượn tiền chính phủ theo diện PPP, nghĩa là Paycheck Protection Program. Đóng tiền từ thiện, đóng góp từ thiện cho đại dịch được khấu trừ thuế. Tình hình đại dịch tại Mỹ, trưởng bang Arizona và Maricopa County nói riêng. Các cá nhân khai thuế 199 hay W-2 đều có thể xin tiền thất nghiệp. Các cơ sở thương mại nhỏ có thể điền đơn xin tiền hỗ trợ thương mại trong thời điểm đại dịch là 10.000 Mỹ Kim. Theo thông tin từ văn phòng chính phủ, để giúp đỡ cho các cơ sở thương mại nhỏ, small business hoặc là independent contractor có thể vượt qua thời điểm khó khăn này, tổng số tiền sẽ là 349 tỷ Mỹ Kim. Các cơ sở thương mại nhỏ có thể điền đơn để nhận 10.000 Mỹ Kim mà không phải đóng thuế và trả lại. Quý vị có thể điền đơn tại www.sba.com. Nếu quý vị không biết cách điền đơn hay không có thời gian điền thì quý vị có thể liên lạc tới văn phòng khai thuế của anh Don Nguyễn với số điện thoại là 602-246-9595 hoặc văn phòng E-Tax Insurance với số điện thoại là 480-917-7711, hết hạn là ngày 30 tháng 9. Mượn tiền chính phủ theo diện PPP, nghĩa là Paycheck Protection Program, để giúp các cơ sở thương mại có thể có tài chánh nhằm trả tiền công nhân, thuê biến địa điểm và các chi phối khác với tổng số tiền lên tới 349 tỷ Mỹ Kim. Để giúp các cơ sở thương mại có thể có tài chánh nhằm trả tiền cho công nhân, thuê mướn địa điểm và các chi phí khác với tổng số tiền lên tới 349 tỷ Mỹ Kim. Chính phủ sẽ bắt đầu cho điền đơn vào thứ Sáu ngày 3 tháng 4 và hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Tiền mượn, nếu đúng mục đích sẽ không cần phải trả lại cho chính phủ. Ví dụ, trả tiền điện, nước, gas, thuê mướn địa điểm hay trả lương thợ. Với số tiền này, quý vị phải sử dụng trong vòng 8 tuần kể từ ngày nhận được. Đóng góp từ thiện cho đại dịch siêu vi khuẩn Vũ Hán được khấu trừ thuế. Theo tin từ văn phòng thống đốc tiểu bang Arizona, Doug Ducey, ngày 2 tháng 4, nhằm giúp đỡ ngăn ngừa và phòng chống siêu vi khuẩn Vũ Hán, mọi người dân có thể đóng góp tiền mặt của mình cho các cơ quan thiện nguyện đủ tiêu chuẩn trong mùa đại dịch sẽ được khấu trừ thuế. Cá nhân tối đa là 400 Mỹ Kim và gia đình tối đa là 800 Mỹ Kim. Tình hình đại dịch tại Mỹ, tiểu bang Arizona và Maricopa nói riêng. Theo tin từ Sở Y tế Liên bang, tiểu bang và quận Maricopa, tính tới ngày 2 tháng 4, tổng số người nhiễm trên toàn nước Mỹ là 213.144 và tử vong là 4.513 trường hợp. Riêng tại Arizona, với tổng số người nhiễm là 1.598 ca và số tử vong là 32 trường hợp. Số tuổi bị lây nhiễm nhiều nhất tại Arizona là từ 20 tới 44 tuổi, gồm có 577 trường hợp. Và lứa tuổi kế tiếp đó là những người cao niên trên 65 tuổi với tổng số trường hợp là 387. Quận Maricopa với tổng số người nhiễm là 964 người và số tử vong là 12 người. Quận Maricopa là quận gồm 39 thành phố đông dân cư Việt Nam như Tempe, Mesa, Phoenix, Chandler, Gilbert, Avondale, Peoria, v.v. Thống đốc tiểu bang Arizona Doug Ducey đã ra sắc lệnh giới nghiêm hạn chế sự đi lại từ 5 giờ chiều thứ Ba ngày 31 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Hãy giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên. Cá nhân khai thuế theo form 199 hay W-2 đều có thể xin tiền thất nghiệp. Theo tin từ Sở Thuế Liên bang, các cá nhân đi làm và khai thuế theo form 199 hay W-2 đều có thể xin tiền thất nghiệp nếu không thể đi làm được vì siêu vi khuẩn Vũ Hán. Quý vị có thể vào trang www.azui.com hay gọi 1-877-600-2722 để điền đơn. Nếu quý vị không rành về cách điền đơn thì vẫn có thể liên lạc đến với các công ty khai thuế của quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể liên lạc với văn phòng Don Nguyễn với số điện thoại là 602-246-9595 hay là văn phòng E-Tax Insurance với cô Thùy Ngọc là 480-917-7711.
Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Những Bản Tin Nhanh. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới. Và đừng quên bấm nút subscribe ở phía dưới để có thể nhận được những thông tin nhanh nhất. Chúc quý vị một ngày thật vui bên gia đình và người thân.